Những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa ở Bình Dương diễn ra quá nhanh, kéo theo giá nhà đất ở các vùng đô thị tăng cao. Trong khi đó, nhu cầu về chỗ ở cũng tăng theo tốc độ tăng dân số cơ học. Từ thực tế đó, đòi hỏi cần có sự thay đổi không gian sống và các tiêu chuẩn liên quan đến nơi ở, làm việc và các dịch vụ tiện ích phục vụ cuộc sống. Chính vì thế, loại hình căn hộ chung cư cao tầng đang có sự bùng nổ mạnh mẽ tại Bình Dương trong thời gian gần đây. Quan sát các thành phố lớn trên thế giới, chúng ta có thể thấy sự phát triển hiện đại của một đô thị thông qua các tòa nhà cao tầng. Chúng đã trở thành một phần thiết yếu trong cảnh quan của một đô thị. Ngày nay ở các thành phố lớn của Việt Nam, các tòa nhà cao tầng đang mọc lên như nấm tại những khu vực có giá đắt đỏ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu. Một trong những nguyên nhân khiến cho các tòa nhà cao tầng mọc lên nhiều ở các thành phố lớn là do giá đất ở khu vực này tăng cao. Để tiết kiệm chi phí mua nhà, các nhà đầu tư bất động sản có xu hướng xây dựng những tòa nhà cao tầng. Nếu tính theo diện tích đất sử dụng đối chung cư cao nhiều tầng, thì cùng một diện tích đất sẽ bố trí được căn hộ gấp nhiều lần so với xây dựng nhà ở riêng lẻ. Mà khác, khi xây dựng các tòa nhà chung cư, các dịch vụ tiện ích như nhà để xe, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, siêu thị, trường học sẽ được bố trí tập trung thành khu vực chung cho toàn bộ cư dân, nên rất thuận tiện cho sinh hoạt của cả cộng đồng. Việc bố trí và xây dựng hạ tầng như điện, nước, viễn thông, giao thông công cộng sẽ rất thuận lợi và giảm chi phí đầu tư được rất nhiều so với các khu vực dân cư do người dân tự xây dựng. Cũng như các thành phố lớn ở Việt Nam, Bình Dương cũng đang phát triển mạnh loại hình nhà ở chung cư, đặc biệt ở khu vực phía nam của tỉnh. Các khu nhà ở cao tầng đang đua nhau mọc lên để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân. Trong chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, Bình Dương đưa ra lộ trình di dời các nhà máy xí nghiệp ngoài khu công nghiệp ở các địa phương phía Nam sang các khu công nghiệp ở các huyện phía Bắc của tỉnh. Quỹ đất từ di dời này sẽ ưu tiên phát triển các khu đô thị, dịch vụ, dân cư, nhà ở. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng ưu tiên phát triển các loại hình căn hộ chung cư cao tầng. Như chúng ta thấy rằng ở nước ngoài và điển hình nhất là Hồng Kông và Singapore, khi mà chúng ta nghĩ đến những cái điểm này thì chúng ta thấy rằng là bên họ là về cái bất động sản và về các cái cao ốc thì nó tạo nên một cái diện mạo mới và nó giống như là một đô thị văn minh và hiện đại và làm cho thu hút được người dân đến sống và đến để mà có thể du lịch nghỉ dưỡng ở đấy. Chính vì tôi quan sát được như là ở Singapore hoặc Hồng Kông như vậy và mình sống ở một cái thành phố mới Bình Dương, thành phố đang được đánh giá là thành phố thông minh. Đấy, thì tôi hy vọng rằng trong thời gian tới Bình Dương cũng sẽ nổi lên như một điểm sáng về bất động sản cũng như là về các cái văn minh đô thị bằng những cái cao ốc và các cái khu quy hoạch. Và điển hình ở đây thì đúng là BKMX Tokyo hoặc là một số các tập đoàn nước ngoài đang đầu tư rất mạnh vào Bình Dương để tạo ra một cái không gian sống cũng như là một cái khu đô thị văn minh hiện đại. Có thể là dẫn đầu phía Nam bởi vì hạ tầng của Bình Dương đang rất là tốt và tôi tin tưởng rằng Bình Dương sẽ là một cái điểm sáng về văn minh đô thị trong tương lai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây loại hình căn hộ chung cư ở Bình Dương, đặc biệt là ở các vùng đô thị như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, đang được khách hàng ưu tiên lựa chọn làm nơi an cư lạc nghiệp cho tổ ấm của mình. Do giá đất ở các khu vực này khá cao, nên nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều gia đình. Cũng theo các chuyên gia bất động sản, loại hình căn hộ chung cư thường có pháp lý đầy đủ. Do thủ tục phê duyệt hồ sơ dự án, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nên các khu nhà ở chung cư thường có độ tin cậy về mặt pháp lý cao hơn so với các dự án đất nền người dân tự xây dựng. Do có hồ sơ pháp lý đầy đủ, các chủ đầu tư thường liên kết với các ngân hàng để hỗ trợ khách hàng vay trả góp. Người mua nhà chỉ cần bỏ ra số tiền bằng 25-40% giá trị căn hộ là có thể dọn về ở ngay. Số tiền còn lại trả góp cho ngân hàng theo tháng kéo dài lên đến 25 năm. Chính vì thế, loại hình căn hộ chung cư đang là xu hướng lựa chọn của nhiều đối tượng khách hàng. Em có con nhỏ cho nên ưu tiên là em ở chung cư. Thứ nhất là về an ninh tuyệt đối cho mấy đứa nhỏ nè. Thứ hai nữa là cái không khí mà có tiện ích cây xanh rồi khuôn viên cho tụi nhỏ chơi mà không phải lo sợ là tụi nó chạy ra ngoài hoặc là ra ngoài đường.
Có nghĩa là em ưu tiên cho mấy bạn nhỏ trước, cho nên là em tìm hiểu, em mua nhà ở chung cư, cho nên em không có ý định là mua ở nhà đất, hoặc là nói chung là tùy theo túi tiền của mình nữa. Nhưng mà chung cư em vẫn thấy kiểu như là thứ nhất là an ninh, thứ hai là có khuôn viên cho con cái chơi này kia, thì em chọn cái chung cư để em đầu tư hoặc là em ở. Loại hình nhà ở chung cư đang phát triển nở rộ tại Bình Dương. Bằng chứng là thời gian gần đây, mặc dù thị trường bất động sản tại Bình Dương cũng như cả nước đang trải qua giai đoạn đóng băng, nhưng nhiều dự án xây dựng khu chung cư cao tầng vẫn được triển khai tại Bình Dương. Mới đây nhất, ngày 16 tháng 12 năm 2023, tập đoàn Phú Đông Group đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án khu chung cư Phú Đông Sky One tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Với quy mô diện tích đất gần 6.000 m², tổng vốn đầu tư xây dựng 1.100 tỷ đồng, gồm hai block chung cư cao 30 tầng nổi, một tầng hầm, dự kiến xây dựng 780 căn hộ có diện tích từ 42 đến 75 m². Chủ đầu tư dự kiến đưa ra thị trường căn hộ có giá tầm trung để đáp ứng nhu cầu thực của nhiều đối tượng khách hàng. Đây được xem là dự án nhà ở chung cư phù hợp với xu hướng của thị trường Bình Dương hiện nay. Trong thời gian thị trường khó khăn thì tất cả mọi doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Thì Phú Đông cũng là một doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Mãi lực của thị trường là xuống rất là nhiều, cũng như là cái tỷ lệ giao dịch thành công đã xuống rất là nhiều, thậm chí giảm đến 80-90%. Nhưng mà những cái sản phẩm ở thực á, thì vẫn bán được. Dù mãi lực không cao nhưng mà vẫn bán được. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi vẫn có thể trụ được trong cái thời gian mà khó khăn vừa qua. Và một cái điều may mắn là chúng tôi tiếp tục thực hiện công tác pháp lý, được sự ủng hộ của tỉnh, đúng cái chương trình phát triển nhà của tỉnh, và thủ tục pháp lý chúng tôi hoàn thành. Vậy thì không có lý do gì chúng tôi không khởi công công trình, và chúng tôi tiếp tục kinh doanh và trung thành với triết lý kinh doanh của mình là cung cấp sản phẩm ở thực dành cho người dân. Những cái năm tiếp theo thì tại thị trường Bình Dương vẫn là một cái thị trường trọng yếu mà Phú Đông hướng tới. Tại vì khu vực trung tâm thì chúng tôi không thể làm ra được những cái sản phẩm vô túi tiền được. Thú thật là như thế, bởi vì cái chi phí về giá đất thì đã quá cao rồi. Do đó bắt buộc là chúng tôi phải lựa chọn những cái vùng xa trung tâm một chút, nhưng nó có kết nối hạ tầng đồng bộ. Và Bình Dương là một trong những cái tiêu điểm cho cái sự đồng bộ đấy. Và năm 2024 thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những quỹ đất phù hợp để cung cấp những cái sản phẩm bất động sản hợp túi tiền đối với người dân. Không chỉ có dự án khu chung cư Phú Đông Sky One, mà nhiều dự án xây dựng căn hộ chung cư tại Bình Dương cũng đang được các chủ đầu tư gấp rút thi công để đưa ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Điều đó cho thấy thị trường căn hộ chung cư tại Bình Dương vẫn đang được các nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh sự náo nhiệt đến từ các nhà đầu tư trong nước, hiện nay lĩnh vực căn hộ chung cư cũng đang thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Bình Dương. Cụ thể, tại khu vực thành phố mới Bình Dương, thuộc hai phường Phú Tân và Hòa Phú của thành phố Thủ Dầu Một, hàng loạt dự án xây dựng căn hộ chung cư hạng sang cũng đang được triển khai rầm rộ. Nhiều căn hộ khi đưa sản phẩm ra thị trường đều được khách hàng đón nhận rất tích cực. Điển hình trong số đó phải kể đến dự án khu đô thị Tokyo Garden City tọa lạc tại thành phố mới Bình Dương, do tập đoàn Tokyo Corporation của Nhật Bản hợp tác với tập đoàn BKMS IDC thành lập công ty BKMS Tokyo đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la, được động thổ vào tháng 3 năm 2012, bao gồm diện tích đất hơn 110 hectare. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ có hơn 7.500 căn hộ, các khu thương mại dịch vụ, văn phòng. Hiện nay, BKMS Tokyo đã hoàn thành hai giai đoạn gồm Sora Garden 1 với tổng số 406 căn nhà chung cư, Sora Garden 2 với 557 căn đã bàn giao cho khách hàng. Theo các chuyên gia về quy hoạch đô thị, ngoài ưu tiên phát triển những dự án căn hộ chung cư ở các vùng đô thị lớn, Bình Dương cũng cần nghiên cứu quy hoạch phát triển loại hình nhà ở chung cư tại các khu vực đô thị mới. Điều đó sẽ tránh được sự nhếch nhác mà các đô thị phát triển trước đây đang gặp phải. Vì khi các khu dân cư, khu nhà ở tự phát mọc lên dày đặc, thì việc phát triển hạ tầng phục vụ dân sinh chạy theo các khu vực nói trên vừa tốn kém ngân sách lại không có mỹ quan đô thị. Theo quan sát của tôi thì tất cả những cái khu đô thị mới hiện nay chúng ta dành nhiều cái khoảng không gian trống cho cây xanh, cho hạ tầng,
Vậy thì nếu như chúng ta phát triển nhà liên kế, nhà nó sẽ chiếm nhiều không gian hơn, mà nếu như chúng ta phát triển được các cái chung cư mà nó đáp ứng được đầy đủ các cái tiện ích mà đảm bảo yếu tố an toàn thì nó sẽ đáp ứng được hai cái vấn đề. Một là chúng ta có khoảng không gian để mà phát triển cây xanh này, phát triển hạ tầng này, và cũng là để không gian cho người ở trong một cái phạm vi hẹp như thế nó không cảm giác là chật chội và thiếu cái không gian sống. Ví dụ như chung cư Sora Garden của tập đoàn Tokyo chẳng hạn, thì ở trong đó nó có đầy đủ các cái tiện ích, bởi vì khi mà mình sống ở trong một chung cư thì các cái tầng phía dưới là nó đáp ứng được là trung tâm thể thao này, giải trí này, trung tâm mua sắm này, và thậm chí là có cả trường học mầm non để có thể đáp ứng được. Vậy thì khi chúng ta sống ở một trong một chung cư như vậy thì gần như là các cái tiện ích xã hội được cung cấp. Có thể nói, loại hình căn hộ chung cư đang là một trong những loại hình nhà ở có nhiều ưu việt hiện nay. Chính vì thế, phát triển căn hộ chung cư, đặc biệt là ở các vùng đô thị mới, là xu hướng tất yếu để phát triển một đô thị văn minh hiện đại theo xu hướng phát triển của các thành phố lớn trên thế giới. Chính vì thế, việc Bình Dương ưu tiên phát triển loại hình căn hộ chung cư để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân là một trong những chiến lược đúng đắn để tỉnh phát triển theo hướng thành phố thông minh trong tương lai.